Tên gọi hiển tích có ý nghĩa là gì? Chúng ta cùng nhau giải nghĩa của tên gọi này nhé. Từ hiển có nghĩa là rõ rệt, biểu lộ, bày tỏ, vẻ vang. Từ tích có hai ngữ nghĩa như sau. Từ tích theo ngữ nghĩa thứ nhất có nghĩa là đánh sợi, xe sợi chỉ, nhiều thành quả, nhiều công lao lập được. Từ tích theo ngữ nghĩa thứ hai có nghĩa là kim loại thiếc. Theo cách hiểu thứ nhất, hiển tích có nghĩa là nhiều công lao, thành quả được biểu lộ rõ rệt và vẻ vang. Hiển tích theo cách hiểu này mang hàm ý rằng, người mang tên có một cuộc đời gặt hái được nhiều công lao và thành quả một cách vẻ vang, mà ai ai cũng biết tới, ai ai cũng ngưỡng mộ. Theo cách hiểu thứ hai, hiển tích có nghĩa là kim loại thiếc được phát lộ ra bên ngoài. Hiển tích theo cách hiểu này mang hàm ý rằng, người mang tên gọi này như kim loại thiếc, có ánh bạc, phát lộ ra bên ngoài và người đều biết tới. Trong lịch sử Việt Nam, Mạc Hiển Tích là người đỗ đầu khoa chọn người giỏi văn học, năm 1086, đời vua Lý Nhân Tông. Ông được bổ nhiệm làm chức Hàn Lâm Viện học sĩ dưới triều nhà Lý.